Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2020, và theo âm lịch hôm nay là ngày 15 tháng 9 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Đinh Mùi tháng Bính Tuất năm Canh Tý, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Về ngũ hành niên mệnh thiên hà thủy, ngày Đinh Mùi tức can sinh cho chi, có nghĩa là hỏa sinh cho thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm thiên hà thủy kỵ tuổi Tân Sửu, kỵ Sửu ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi kỵ Sửu, đinh Dậu, kỵ Mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày Mùi lục hợp với Ngọ, tam hợp với Mão và Hợi, thành Mộc cục, xung với Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất và tuyệt Sửu. Về các tuổi xung khác trong ngày, tuổi Kỷ Sửu, Tân Sửu, tuổi xung trong tháng, tuổi Mậu Thìn, Nhâm Thìn, Nhâm Ngọ, Nhâm Tý và Nhâm Tuất. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao U Vi Tinh tốt mọi việc, sao Đại Hồng Sa tốt mọi việc. Các sao xấu trong ngày cũng có, bao gồm sao Địa Phá, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ. Sao Hoang Vu xấu mọi việc, sao Băng Tiêu Ngọa Hãm xấu mọi việc, sao Hà Khôi hay còn gọi là sao Cậu Giao xấu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng nhà cửa. Sao Chu Tước Hắc Đạo kỵ về nhà mới, khai trương. Sao Nguyệt Hình xấu mọi việc. Sao Ngũ Hư kỵ khởi tạo, cưới hỏi, an táng. Sao Tứ Thời Cô Quả kỵ cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính đông. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2020 như sau. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này, bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương hại, cho nên con đường tình duyên của bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay gặp nhiều phần trắc trở. Người đã có đôi có cặp thì cần phải tìm cách để hâm nóng lại tình cảm lứa đôi thay vì cứ mãi tranh cãi những cái chuyện không đâu bạn tuổi Tý nhé. Với bạn tuổi Tý, bạn cần phải kiềm chế cảm xúc của bản thân mình, chia sẻ và tâm sự sẽ tốt hơn là tranh luận. Đôi khi chúng ta mải mê bảo vệ ý kiến của mình mà quên mất rằng đối phương là người mình vốn rất yêu thương nữa đó nhé. Nhưng trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tý, bạn lại đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tý đang có cái sự cố chấp. Những người đang còn độc thân thì chưa hẳn đã để cho cái chuyện quá khứ qua đi. Bạn cho rằng mình đã buông bỏ, nhưng cứ khi nào bắt đầu một cái mối quan hệ mới, bạn lại vô tình so sánh đối phương với người cũ nữa đoạn. Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim tình cảm tổn thương, tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy cần hâm nóng tình cảm, tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa đừng so sánh người này với người khác, tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ bạn có thể đang mắc sai lầm, tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc đừng tự cho mình là đúng. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm
3 sao. Con số may mắn số 3, số 7. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: màu xanh lục, màu trắng. Quý nhân phù trợ: tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu, thứ bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này, bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, thìn tuất Sửu mùi, cho nên với bạn tuổi Sửu, cái chuyện tình cảm của bạn lại không được như ý, tình cảm gia đình càng ngày càng đi đến những cái nút thắt nghiêm trọng, mọi người không ai chịu lắng nghe lời giải thích của người khác nữa. Và trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Sửu, cái vận trình của bạn cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Sửu đang có điềm báo, có kẻ thứ ba muốn chen chân vào cái mối quan hệ tình cảm của bạn. Và nếu như bạn cứ để cho mâu thuẫn leo thang thì đó chính là cơ hội tốt để cho kẻ tiểu nhân phá hoại tình cảm của bạn nhé. Chẳng có gì là mãi mãi, mọi thứ đều có thể thay đổi theo thời gian. Và nếu như bạn tuổi Sửu không chịu chấp nhận sự thực thì đó sẽ là ngày thực sự mang lại cho bạn cái vỏ mặt phũ phàng. Bạn tuổi Sửu, bạn chớ có chủ quan, khinh địch nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, tình cảm mâu thuẫn. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy, điềm báo kẻ thứ ba. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa, tiểu nhân quấy phá. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ, chủ quan, khinh địch. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc, cần quan tâm nhau hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 1, số 8. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: màu vàng, màu nâu. Quý nhân phù trợ: tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần, thứ bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày này không được êm ả cho lắm, khi mà bạn đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc. Cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn không được tốt, đôi bên chẳng hề có được cái điểm gì chung mà vẫn phải cố gắng ở lại bên nhau để giữ gìn hạnh phúc hư ảo nữa. Với bản mệnh tuổi Dần sẽ cần phải nhìn thẳng vào sự thực và tìm cách để giải quyết vấn đề thay vì trốn tránh. Tất nhiên là ai cũng muốn có được hạnh phúc toàn vẹn, nhưng với bạn nếu không còn cách nào khác thì hãy thử tìm hạnh phúc mới xem sao bạn tuổi Dần nhé. Ngày thứ bảy này, đối với những bạn đang còn độc thân thì nhìn vào những cái tấm gương của bạn bè, người thân mà e ngại cái chuyện yêu đương, cũng vì tâm lý sợ sệt như vậy mà bạn tuổi Dần đã bỏ lỡ không biết là bao nhiêu cơ hội tốt đến với mình. Song với bạn tuổi Dần, bạn cũng nên nhớ là mỗi người sẽ có một số phận riêng, không phải ai cũng giống ai bạn tuổi Dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, tình duyên chưa tới. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, cần nhìn thẳng vào sự thật. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, đừng trốn tránh thực tại. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, thà đau ngắn còn hơn đau dài. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, bạn nên có điểm dừng. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 3, số 5. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: màu đen, màu vàng. Quý nhân phù trợ: tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão, thứ bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, Hợi Mão Mùi,
Cho nên, về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Mão lại có phần được tốt đẹp, cái con đường tình duyên của bạn được rực sáng, sẽ tìm được người thương và với bạn tuổi Mão nhanh chóng rơi vào lưới tình, cái mối quan hệ tín nhiệm rất chi là nhanh đến bất ngờ với bạn nữa luôn. Trong ngày này với bạn tuổi Mão, đây cũng là dịp tốt để cho các cặp vợ chồng hâm nóng lại tình cảm gia đình, có nhiều điều chưa kịp sẻ chia thì hãy tìm cái cơ hội tốt để nói chuyện với nhau và với bạn tuổi Mão sẽ thấy được cái vấn đề được giải quyết một cách nhanh chóng nữa nhé. Thực thần chiếu mệnh, cái điều này mang tới cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này có được cơ hội lý tưởng để phát tài phát lộc. Với bạn tuổi Mão kiếm tiền rất dễ từ cái chuyện kinh doanh, buôn bán với mình, không lo túng thiếu, chẳng sợ không có tiền tiêu vào cuối tuần đối với bạn tuổi Mão nhé. Với bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này, xuất hành thì có được quý nhân phù trợ, buôn bán gặp thời, buôn may bán đắt, mọi việc đều tốt, có tài, có lộc nữa. Và bạn đừng quên hãy xuất hành theo những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần hướng chính đông, hai cái hướng này sẽ mang lại cho bạn nhiều may mắn trong công việc cũng như là có được tài lộc về tay nữa bạn tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, tiền bạc được dồi dào, tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, tình duyên rực sáng, tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, nhân duyên bất ngờ, tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, tài lộc phát tài. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, kiếm tiền dễ dàng. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bà tuổi Thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi Thìn trong ngày này, bạn không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi khi mà với bạn luôn bận rộn với công việc. Bởi ngày này bạn đang có chính quan xuất hiện, cái điều này cho thấy với bà tuổi Thìn cũng đang có cái sự hết lòng cho công việc. Tinh thần trách nhiệm của bạn cũng rất chi là cao nữa luôn. Và bạn tuổi Thìn, bạn không thể nào nhìn công việc còn dang dở mà nghỉ ngơi, nhưng vô tình cái điều đó lại khiến cho bạn chẳng hề có thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc cho bản thân cùng gia đình của mình. Lợi thì có lợi mà hại thì cũng chẳng ít đối bạn tuổi Thìn nhé. Bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này bằng chứng là ngày này bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng, cái điều này cho thấy với bạn tuổi Thìn cư xử khôn ngoan lạnh lùng với mọi người, không khí trong gia đình trở nên căng thẳng đến khó tả, khiến cho những cái cuộc trò chuyện với bạn khó có thể bắt đầu được đó nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, gia đình căng thẳng, tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, công việc bận rộn, tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, thiếu thời gian nghỉ ngơi, tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, tự làm khổ mình, tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy nên sắp xếp lại công việc. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này, bạn đang được quý nhân dẫn đường chỉ lối, tìm được người thương và ngày này với bà tuổi Tỵ, bạn cũng đang gặp được ngày ngũ hành Tỵ Mùi tương hội, cho nên có những chuyện tưởng chừng như là khó khăn với bạn nhưng lại hóa ra cực kỳ là dễ dàng, người ở ngay trước mắt mà cứ ngỡ xa tận chân trời nữa nhé. Trong ngày này với bà tuổi Tỵ, các cặp đôi hãy dành nhiều thời gian ở bên nhau,
Trời mùa thu đang đẹp, không khí lãng mạn ngập tràn, ngại gì mà không tạo thêm những kỷ niệm đẹp ở bên nhau để tình yêu được thăng hoa, rực rỡ hơn nữa bạn tuổi Tỵ nhé. Trong cái vận trình ngày thứ bảy này, đối với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng đang gặp được ngày có chính tài nhập cục. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tỵ đang có được cái nguồn thu nhập vững vàng giúp cho bạn không cần phải lo lắng cái điều gì nhiều, chỉ cần bạn không tiêu xài quá hoang phí thì tiền bạc sẽ rủng rỉnh, dù cho có tình phí với bạn chút tốn kiếm chút ít nhá. Và trong ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tỵ, cái việc cầu tài lộc, khai trương, xuất hành đều tốt, đi xa thì gặp được quý nhân, công việc được thuận lợi, có tài có lộc bạn tuổi Tỵ nhé. Và tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, tiền bạc rủng rỉnh. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, thu nhập vững vàng. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, tình duyên như ý. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, tình tìm được người thương. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, hạnh phúc không xa. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Ngọ trong ngày này với bạn rất có thể sẽ bất ngờ với những tình cảm mà đối phương dành cho mình trong ngày hôm nay. Và ngày này với bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân dẫn đường chỉ lối cho bạn, trợ mệnh về đào hoa, cho nên với bạn tuổi Ngọ sẽ có được tình yêu như trong mơ nhé. Bạn tuổi Ngọ, bản mệnh biết được thế mạnh của mình nằm ở đâu để phát huy, thiên tài dẫn đường chỉ lối, chỉ với chút tài lẻ của bạn tuổi Ngọ mà có thể làm cho bạn gặt hái được nhiều thành công và nhận được những thành quả rất đáng mừng trong ngày nữa nhé. Tiền bạc trong ngày hôm nay đối với bạn tuổi Ngọ cũng tăng tiến lên một cách đáng kể. Bạn tuổi Ngọ nhờ biết cách sắp xếp thời gian làm việc hợp lý và chẳng ngại khó, ngại khổ, cho nên mới có được kết quả như ngày hôm nay, đâu phải dễ ngồi mắt ăn bắt vàng đó nhá. Trong ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Ngọ, ngày này bạn có tin báo tốt lành, niềm vui đến, gặp gỡ trao đổi công việc được thuận lợi, không cần lo lắng, xuất hành đi xa thì có được quý nhân giúp đỡ, buôn bán gặp thời, buôn may bán đắt, mọi việc đều tốt, có tài, có lộc về tay nữa. Và với bạn tuổi Ngọ, nếu xuất hành thì nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam, tài thần hướng chính đông, hai hướng này mang lại nhiều may mắn cho công việc của bạn cũng như là có được nguồn tài lộc về tay nữa bạn tuổi Ngọ nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, đường tình vượng sắc. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, tiền bạc tăng tín. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, biết mình, biết ta. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, nhận được cơ hội. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Mùi ạ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày này, bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Mùi đang vướng phải hung vận khá chi là lớn, lấn át cả cát vận. Và bạn tuổi Mùi, bạn cần phải đề phòng, rất có thể sẽ gặp họa thị phi, đồn đại lung tung, ảnh hưởng tới danh tiếng của mình nhé. Và bạn tuổi Mùi, dù chỉ là lời đồn vô căn cứ, nhưng có thể sẽ ảnh hưởng tới cái con đường tình duyên của bạn.
với bạn, sẽ phải mất nhiều thời gian để có thể giải thích cho người ấy hiểu rõ ngọn ngành nữa đó bạn tuổi Mùi nhé. Trong cái vận trình ngày thứ bảy này, đối với bạn tuổi Mùi, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn tuổi Mùi không được tốt. Bạn mệnh rất dễ gặp những cái vấn đề về đường tiêu hóa, ăn uống kém ngon miệng. Và bạn tuổi Mùi, bạn phải cần đi kiểm tra sức khỏe nếu cảm thấy cơ thể mệt mỏi kéo dài bạn tuổi Mùi nhé. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc kim, hung vận lấn át. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc thủy, sức khỏe suy giảm. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, tiểu nhân quấy phá. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, thị phi vây hãm. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc, dễ gặp chuyện xui. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thân trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có thổ dưỡng cho kim. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại có phần được tốt đẹp, và bạn tuổi Thân có thể sẽ gặp được người yêu của đời mình. Bạn mệnh không cần phải tìm kiếm đâu xa xôi, bởi tình yêu tự có thể tìm tới được với nhau nhé. Với bạn tuổi Thân vốn tưởng không đủ sức lãng mạn vì tâm hồn của bạn thơ trẻ thì nay đã thay đổi hoàn toàn khi có được người yêu. Và bạn tuổi Thân, bạn không nên gượng ép mình thái quá, cứ làm theo điều mà trái tim mình mách bảo nhé. Và trong ngày thứ bảy này, đối với bạn tuổi Thân, cái vận trình của bạn đang đứng trước những cái lựa chọn quan trọng của đời mình. Nếu như bạn cảm thấy tình cảm chín muồi rồi thì hãy đến với nhau cùng chung tay xây dựng gia đình hạnh phúc. Bạn sẽ thấy được cuộc sống rất chi là tốt đẹp nữa bạn tuổi Thân nhé. Trong ngày này, đối với bạn tuổi Thân, xuất hành, cầu tài được thắng lợi, mọi việc như ý, tài lộc được tăng tiến nữa nhé. Và tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, tình cảm thăng hoa. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa, nhân duyên vượng sắc. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, dễ có người thương. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, đường tình thuận lợi. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim, hãy quyết đoán hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này sẽ được đào hoa trợ mệnh. Nhờ thế mà bạn tuổi Dậu có được tình duyên hanh thông, thuận lợi đến không ngờ. Những cái mâu thuẫn rắc rối trước đó ở bạn hoàn toàn được xóa bỏ nhé. Và với bạn tuổi Dậu trong ngày này lại dễ mắc phải những sai lầm nho nhỏ, nhưng với cái sự bao dung của người ấy, bạn hoàn toàn có thể tự mình sửa sai và khiến cho cái chuyện tình cảm của mình càng ngày càng thăng hoa rực rỡ nữa đó. Cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, cho nên đối với những bạn đang còn độc thân thì hãy cho đối phương cơ hội để bày tỏ tình cảm với mình. Rất có thể bạn thấy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng hãy mạnh dạn tiến về phía trước, tình yêu sẽ nâng đỡ cho bạn rất nhiều nữa bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, tìm thấy tình yêu. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, hãy mở lòng mình. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, nhân duyên phơi phới. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, tình cảm rạng ngời. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc
4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ 7 ngày 31 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tử Tuất, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tử Tuất trong ngày này đang có cái điềm báo, cái chuyện tình cảm của bạn không được như ý. Với bạn tử Tuất dễ nói ra những lời gây tổn thương tới đối phương, và bạn tử Tuất bạn không hiểu được lý do người ấy lại cư xử với bạn như vậy, nhưng bản thân của bạn cũng đang quá bốc đồng nữa rồi đối với bạn tử Tuất nhé. Và trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tử Tuất, bạn cũng đang gặp ngày có ngũ hành Tuất Mùi tương phá, cho nên với bạn tử Tuất có chuyện gì thì nên bình tĩnh nói chuyện để tìm hiểu rõ nguyên nhân. Có thể bạn đang hiểu lầm đối phương, còn đối phương thì có lý do riêng cho nên chưa thể giải thích được rõ ràng cho bạn hiểu nhé. Ngày thứ bảy này đối với bạn tử Tuất, những bạn đang còn độc thân thì đừng có mãi u mê theo con đường lầm lạc nữa. Người không thuộc về mình thì mãi chẳng thuộc về mình. Đừng có vật nài níu giữ mà khiến cho giá trị của bản thân mình bị hạ thấp nữa bạn tuổi Tuất nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa cần giữ lòng tự trọng. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ nên bình tĩnh giải quyết. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc cần học cách buông tay. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim chớ nên cố chấp. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy bốc đồng làm hại mình. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ 7 ngày 31 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi. Cái điều này sẽ mang tới cho bạn tuổi Hợi có được nhiều may mắn về cái phương diện tình cảm của mình trong ngày hôm nay nhé. Và bạn tuổi Hợi, bạn đang cảm thấy thật hạnh phúc khi được nâng niu, chiều chuộng và biết mình luôn được yêu thương nữa rồi. Đó. Nhưng trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Hợi, cái vận trình của bạn cũng đang gặp ngày có kiếp tài giáng họa. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Hợi đang bị tình yêu chia mờ mắt, mà bạn quên mất rằng mình cần phải tỉnh táo hơn trong cái chuyện tiền bạc, mua sắm những thứ thực sự không cần thiết. Cái điều này đang khiến cho bạn tuổi Hợi như có cảm giác nếm tiền qua cửa sổ đó nhá. Với bạn tuổi Hợi, bạn phải cần có kế hoạch về tài chính cho rõ ràng để tránh tình trạng này lặp đi lặp lại nhiều lần. Cái điều này có thể là do bạn tuổi Hợi kiếm tiền dễ dàng nên chẳng xót xa là bao nhiêu, nhưng rồi có những lúc bạn túng thiếu thì cái khoản tích lũy như bây giờ là rất cần thiết đối bạn tuổi Hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa tiền bạc tổn hao, tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ tình cảm dạt dào, tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc dễ mất tiền hao của, tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim chi tiêu thiếu hợp lý, tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy được chiều chuộng yêu thương. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.